thứ ba ha, là từ nhà hàng. Các bạn đọc sai từ này rất nhiều luôn, nên phải bỏ vào ha. Mình để ý ở mặt phiên âm này ha, nó không là restaurant đâu mọi người nha, nó sẽ đọc là restaurant. Để cho âm này là âm Anh Mỹ ha, restaurant. Âm r nhớ là r r. Hello guys, chào mọi người, mình là Thủy đây. Hôm nay Thủy trở lại với chúng ta và chúng ta lại học thêm video thứ hai trong series những từ mà mọi người hay bị phát âm sai. Lý do Thủy làm series này là bởi vì Thủy thấy các bạn trong lớp của Thủy, lớp giao tiếp, mọi người hay có xu hướng bị sai những từ vựng này. Và Thủy hy vọng là sau clip này thì những ai cũng mình cũng đang gọi là có những cái lỗi sai tương tự thì mình có thể cải thiện được cái phát âm của mình. Và Thủy hy vọng video clip ngắn này sẽ giúp các bạn rất là nhiều trong việc chỉnh sửa cái phát âm của mình. Và tất nhiên rồi, mình ai cũng đều biết ha, nếu như bạn muốn phát âm hay thì không còn cách nào khác, phải luyện tập và phải luyện tập hàng ngày. Và nếu như bạn nào vẫn đang quan tâm về khóa học phát âm của Thủy thì hãy nhớ bấm vào link ở phần mô tả ha và đăng ký khóa học online phát âm nha. Đảm bảo là một khóa học cực kỳ chất lượng luôn. Ok, are you ready? There we go. Và ngày hôm nay thì cũng tương tự, thì chuẩn bị cho mình thêm 12 từ vựng mới. Và các bạn hãy cùng bắt đầu với Thủy nha. Đầu tiên các bạn nhìn đây ha, có một số bạn sẽ bắt đọc là gì ta? Sell. Từ này sao ta? Cũng sell luôn. Vậy hai từ này khác ở chỗ nào ta? Rồi, hãy cùng coi cái sự khác biệt giữa hai từ này nhé. Một cái sell, sell là danh từ, còn một cái động từ là sell. Bây giờ mình cùng coi mặt phiên âm và mình sẽ thấy là à, rõ ràng cũng không có gì quá khác khó mà mình không phân biệt được. Nhìn nhé. Alright, bên này ha, bên này âm nguyên âm của nó là âm A và âm E. Mình đọc nhanh ha, A. Còn ở dưới này thì nó một âm thôi, nó là âm E. Và cái đọc như sau. Các bạn đầu tiên các bạn để ý ha, mình sẽ có cái âm E và âm E. Mình đọc là E, E, E. Thêm chữ S ở đầu và làm sao ta? Say, say, say. Giống như tôi nói á, I say, thì nó sẽ là say. Và mình đánh cái chữ L ở phía đuôi lên ha, mình sẽ là sell, sell. Cách tập chữ L như thế nào thì mình hãy tham khảo khóa phát âm ha. Còn bây giờ mình nhìn mình nói trước thôi. L, L, sell, sell. Alright. Và mình đọc nguyên chữ ha, sell, sell. Đối với lại danh động từ sell là bản ha, mình sẽ đọc mình thử nha. Âm này là âm E, quấn chữ L lên ha. L, L, L. Đừng đọc là L ha, cũng đừng là L ha, mình sẽ là E, L, L. Và nó sẽ là sell, sell, sell. Một cái là sell, một cái là sell. Một cái là L, một cái là L. Vậy thôi, đơn giản không? Hy vọng đơn giản như mình ha. Lại nha, sell, sell, easy. Next, number 3. Từ thứ ba ha, là từ nhà hàng. Các bạn đọc sai từ này rất nhiều luôn, nên phải bỏ vào ha. Mình để ý ở mặt phiên âm này ha, nó không là restaurant đâu mọi người nha, nó sẽ đọc là restaurant. Để cho âm này là âm Anh Mỹ ha, restaurant. Âm r nhớ là r r. Trong video trước ha, nếu mà ai chưa coi video trước mình có thể tua lại video trước, nhưng thầy hướng dẫn mình âm r rồi ha. R r nó sẽ là restaurant, restaurant, terront, terront, terront. Đọc nhanh ha, restaurant, restaurant, restaurant. Do you like to eat in a restaurant? Yeah, I really like it. Okay, restaurant, restaurant. Đừng đọc là restaurant nha mọi người. Kinh khủng lắm. Restaurant. Number 4. Dự án. À, cái này mọi người hay bị sai ở phần nhấn âm. Thì mình hiểu mình lại để mình cũng để ý ha. Nó là nhấn âm 1 và mình sẽ là project. Sorry, project. 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 Ok. Nếu là nhấn âm 1 ha. Project. Da, da. Da, da. Project. Project. Alright, đọc nhanh ha. Project. Project. Alright. Wow, I really like the new project. I really like the new project. Okay? Project. Không đọc là project mọi người nha. Đừng có quên ha, kiểu là professional. Cái xong cái mình cứ project ha. No way. Alright. Number 5. Alright. Kế hoạch. Cái từ này mọi người rất là hay bị sai, nên thầy cũng phải bỏ vào để cho mình dễ ý ha. Mình có đọc là plan,
mà nó không phải là âm E mà nó là âm AE. AE là sao ta? Nè, âm I này ha. I, E, A, A. Âm đó người ta gọi là âm AE. A, A. Và đó sẽ là plan, plan. Không đọc là blend, blend. Mình sẽ là plan, plan. Nó có âm N phía đuôi đẩy lên nữa, nhẹ nhàng ha. Plan. Nhưng mà thôi, đơn giản các bạn cứ nhìn phía trước ha, là từ từ rồi đọc trước. Mình muốn học sâu hơn thì có thể tham khảo thêm ha. Còn bây giờ mình cứ đọc đơn giản trước ha. Plan, plan. Tuyệt đối không đọc là blend mọi người nha. Plan, plan. Ok, number 6. Alright, từ thú vị. Thú vị động sao nhỏ. Mọi người sẽ đọc thành 4 âm tiết là interesting, rồi interesting chẳng hạn như vậy. Nhớ giúp Thủy ha, nó chỉ có 3 âm tiết thôi. Nó sẽ là interesting. Và nó không nhấn âm interesting, nhấn âm 3 nha, mà nó nhấn âm 1. Đọc cùng Thủy nha. Interesting, interest. Ở đây mình có tron, tron trong từ restaurant, đúng không? Thì nó sẽ là interesting. Alright, đọc lại cùng Thủy nha. Interesting, da da da. Interesting, nhanh ha. Interesting, interesting, interesting. Alright, okay, let's go. Interesting. Very good. Good job, good job. Đây, đúng không? Mình ôn lại thử trước khi mình đi qua những cái từ tiếp theo nhé. Từ đầu tiên, sự, dân, số, dân, đồ là gì ta đọc sao ta? Sale. A. Sale. Bán hàng, bán, hành động bán. Sale. Nhà hàng. Restaurant. Restaurant. Dự án. Project. Project. Kế hoạch. Plan. Plan. I, E, A, A. Plan. Và từ cuối cùng là thú vị. Interesting. Da, da, da. Interesting. Interesting. Next. Lại thêm 6 từ nữa. Mình cùng coi với Thủy nha. Hôm nay thì cứ nhớ như vậy trước ha. Từ đầu tiên, từ quên, mọi người học cho ta. Forget, đúng không? Forget. Nhưng mà nó không phải là forget. Mọi người để ý cho Thủy ha. Nó sẽ là âm và nó sẽ là forget. Forget, forget. Oh my god, I forget, I forget, forget. Nhấn âm H ai mọi người nha. Forget, da da. Không là forget, forget gì hết à? Forget, forget. Very good. Alright, rồi hai từ này thứ hai bị sai đừng biết hiểu luôn. Cái đầu tiên là mưa. Mưa động sao ta? Một số động là rain theo âm E. Nhưng mà nó không có đúng mọi người nha. Không có rain riết gì đây ha. Nó là âm E mà nó sẽ là rain. 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 Đọc nhanh ha. Rain. 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 Very good. Good job, good job. Rain. Ok. Âm này là âm E. Quấn chữ nào lên ha. Am. Am. Rain. Âm R, R. Cũng nhớ chung miệng mình ra nhé. Rain, rain. À, nói chung là nó được cấu thành từ những cái âm nhỏ lên. Và đây là một cái video mà thầy hướng dẫn cho mình cái sự khác biệt thôi. Cho nên nó sẽ không kỹ như những video trước. Nếu như các bạn nào quan tâm thì mình hãy quay lại về cái danh sách phát ha. Mình coi lại những video trước thì đã hướng dẫn mình rất kỹ rồi. Và nói nhiều nữa thì mọi người sẽ bị chán. Mình biết về những từ vựng đó. Và nếu mà biết về mặt phiên âm nào thì hãy cứ coi những video cũ của Thủy ha. Ok, rồi làm lại nha. A, ray, rain, 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 cơn mưa. Và tương tự ha, đào tạo là như ta, hoặc là thôi con tàu cho nó dễ ha. Mình gọi là trang, 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 đúng không? Nó là âm A, 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 A. Và quấn chữ N lên nè. A, A, A. Ai mà kêu biết làm sao thì thầy biết thầy biết học phải học, thôi chứ đâu biết sao giờ. Là nhìn thấy nha. A, train, tra, tra, train. Không đọc là trờ, trờ đâu ha. Mình sẽ là tra, tra. Ví dụ như mình có bạn trăm, không đọc là trăm thì sao ta? Trum, trum. Đọc nhanh ha. Trum, trum. Hay mình có bạn trinh, không đọc trinh thì sao là trin, trin. À, kiểu kiểu như vậy nó dễ đọc hơn rất là nhiều. Và mình sẽ là train. Tụi nó không đọc là trinh, trăm hay train mọi người nhé. Âm tra và đánh cái lưỡi lên. Train, train, train. Ok. Rain, train. Rồi, bộ ba bộ ba hơi khó đây ha. Mấy bạn đọc bị lộ từ này ha. Word, work, or world. Ba từ này hoàn toàn khác nhau.
Và điểm khác biệt nhấn mạnh nhất đó là cái âm đuôi. Mình cùng coi với Thủy ha. Từ đầu tiên á, word là gì ta? Từ vựng. Mình để ý á, nó sẽ điểm âm ơ giống nhau, âm đuôi khác nhau thôi. Số 1 ha. Word. 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 Ok, rất là đơn giản. Word. Đó, được không? Từ thứ hai là từ công việc. Thì âm d mình chuyển thành âm ca vậy thôi, mình sẽ là work. 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 I go to work. Tôi đi làm. I go to work. I go to work. Work. Ok. Và từ cuối cùng, từ thế giới. Từ này nó khác lên mà nó có chữ L ở giữa. Rồi mặt chữ trời. Mình để ý nha. Mình để ý nha. Coi từ Thủy ha. Rồi. Âm là âm A. Âm R ha. R. Quấn chữ L lại nha. L. 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 Rồi. Quấn chữ D phía đuôi ra ha. Old. 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 Và nguyên một chữ luôn ha. World. World. Alright, được không mọi người? Khác nhau âm đuôi thôi chứ không gì hết. Còn lại giống phần nguyên âm và phần đầu nữa là word. Rồi, lại nha. Nếu mà từ vựng đọc là word, nối mà công việc mình sẽ là work. Word. Work. Và thế giới thì mình chữ L lên ha. World. World. Right, in the world. In the world. Trên thế giới. Ok, lại nha. World. Word. Work. World. Rain. Train. And forget. Forget. Ok, vừa rồi thì đây vừa hướng dẫn các bạn thêm 12 từ vựng nữa. Những từ mà thì thấy mọi người hay sai trong các lớp học của Thủy, cũng như là bình thường nghe mọi người nói vẫn hay bị sai. Đây là một chủ đề mà khá là quen thuộc, nhưng mà mọi người nhiều khi mình nhìn mình biết nhưng không biết bắt chước như thế nào. Và để hy vọng là những clip ngắn như thế này giúp cho bạn hiểu được vấn đề và các bạn thích nó. Và nếu như thấy hay thì hãy nhớ subscribe kênh, cũng như là bấm vào nút chuông ha, cái quả chuông á, để mà nhận được những cái thông báo. Và thấy hay hơn nữa, thấy hữu ích hơn nữa thì giúp Thủy share cái clip này cho nhiều bạn bè, nhiều người cùng biết đến kênh, để Thủy có động lực làm những video tiếp theo nhé. Thank you for listening and see you.